thưa thì chắc không đâu, chắc chịu luôn hết. Đây này. À đây. Vẽ ở đây này. Alo. Nó không có tiếng đâu bạn, bố chó rất là to rồi đấy. Cẩn thận đéo nó mà bật sang cái khác đâu nó âm âm. Ôi bắt đầu ù tai phết rồi nhá. Nhờ cao rồi. Bắt đầu cao ấy. Lên. Chiều nay mà nhà đi hội kia là mấy người nhỉ? Cô đông. Đông nên đi bỏ lên khó đấy. À. Không những đường nhựa này nhỉ. Hai xe đấy là thì một xe nào? Hai xe là 10 người đấy, mỗi xe 5 người. Được không? Dạ. Ừ, đường thì có gì. Tất nhiên nó cũng là đường nhựa. Quen dần anh còn cứ nuốt được bọn cả đúng không? Đúng không? Cả sản xuất cả thương mại có cả sản xuất. Là có lên cao lắm ấy con ạ. Ok đang lái xe không, lái xe em chưa cái gì dự án nào như thế nào nhỉ? À bệnh viện á, bệnh viện chưa để tôi xem cụ thể nó như thế nào, bởi vì là cũng có rất nhiều dự án kiểu tương đương ở đấy. Cái danh mục, tức là cái tên dự án ấy không quan trọng bằng cái mà cái yêu cầu, những cái yêu cầu về mặt thông số kỹ thuật hoặc chứng chỉ chứng nhận ấy. Nó nhiều dự án tương đương mà, ví dụ ngân hàng kho bạc, tòa án, những cái dự án của nhà nước, bệnh viện.
Ok. Kinh nhỉ. Quanh ok con. Ok. Nha. Đi bộ mới xuống. Hay cho cún xuống đi bộ. Đây này, đi bộ đây này. Đi bộ đi. Đi bộ còn xa mấy cây số sao đi được con? Nhưng mà đi ở này xuống. Hả? Nó có cua cua cả. Đi cua này thích chứ? Thích, cảm giác vừa cảm giác mạnh nhưng mà lại không quá như mấy cái trò chơi. Này cái đường bé này mà có xe ngược chiều đó thì sao? Không, đây hình như nó chỉ một chiều lên chiều xuống đi đường khác. Chắc thế. Đúng rồi. Đỡ nguy hiểm. Đúng rồi, đỡ nguy hiểm. Có nhìn thấy xe đằng kia xuôi đâu? Giống cái chỗ ở trong đổ sơn này, à trong Sầm Sơn ấy mình. Ơ đây con xe đi ngược này. Sầm Sơn là đi hai chiều. Chỗ hòn trống mái. Là quanh co. Nhìn này xuống dưới đây này con này. Ôi giống mua hay không? Đẹp. Bánh chú bánh. Chú bánh. Gấu. Thank you.
lát nữa đi bộ có mà mỏi chân luôn. Núi này phải tìm hiểu xem có phải là núi của Sơn Tinh không bạn. Là Sơn Tinh đấy. Ừ, Sơn Tinh là vua mà. Sơn Tinh là vua của núi ta. Kinh nhờ, chạy theo thời Pháp. Suối nhỏ mà có rừng, có thể nó có mạch nước ở dưới. Nhà thờ này chắc là cũng là khu ấy này. Ồ, đền thờ Bác Hồ ở đền Thượng này. Nghĩ cái xe cứ lao lên khiếp không. Có, bây giờ mình lên chỗ đền thờ Bác Hồ cũng xong mình đi xe điện lên thăm Phế Tích. Thế à? Ừ. Chính chỗ này đấy hả? Chắc là chính chỗ này đây. Nhà thờ cổ. Nhà thờ mà từ cái ngày xa xưa mới đặt trên này thì ai lên nhỉ? Chắc là, nhưng mà nhà thờ chắc là nhà thờ kiểu công giáo chứ đúng không? Đúng rồi, nhà thờ chắc là thế thì từ thời Pháp cư thì hai lên. Ờ. Lúc đấy đường xá nó làm gì được ngon lành như này. Yeah.
người đi bộ để lên cái đèn ở bên trên, hoặc đi tắt lên trên này, vì là đây mình còn phải rẽ ngược lại này, còn này ngay trên đầu mình này thôi. Nhưng mà về núi mình phải đi quanh co. Uột mây này, kín hết luôn đấy. Thì trong không khí này nó là mây mà nếu mà trên cao. Miền từ xa thì mình nhìn mới thấy cảm đá, nhưng mà lại gần, lại gần thì nó chỉ mờ mờ. Chỉ mờ mờ. Mây từ xưa. Biển mây bên này này còn hay không? Đấy. Trái ấy. Mình cao là đi ngủ chứ. Mình lên cao lắm rồi đấy. Cổng như đền Hùng ạ. Đền Thượng này có chữ đền Thượng. May là các bạn mang áo rét nhé. Lạnh. Không phải may mà chắc chắn phải mang. Phải mang, lúc nào cũng phải đề phòng chứ. Ở bên dưới đã lạnh lắm rồi, bên trên này lạnh hơn. Nhưng mặc áo vào cái là vừa, không bị, vẫn không bị rét nhiều đúng không? Nó lạnh đến mức mặc áo mình vẫn thấy rét buốt ra.
đây lên chỗ đèn này thế nào? Nhà ăn. Tùng ơi. Ngọc Lan. Mình lên tham quan đỉnh mẫu ở trên đỉnh núi Ba Vì, nhà của người phục vụ và người điều hành ở đây. Khoảng 5-6 độ so với dưới Hà Nội các bạn ạ. Nhà hát Chầu Văn nữa cơ. Chưa quá mệt thì vẫn thở. Dây leo này. Dây leo này. Khỏe. Cầu Cún ơi. Cầu ơi, sao làm thế? Làm sao được chỗ đấy, có phải là chỗ để cái đấy không? Làm cái gì phải hỏi trước chứ? Chắc
Bắt đầu nóng lên rồi đấy. Ờ, trong nó sẽ có nước. Nếu trong trường hợp mình khát quá mình sẽ chặt cái cây đấy. Trong cái dây này nó có rất nhiều nước. Nhiều nước hả bác? Nhiều nước. Nước uống được không bác? Nước uống được. Không cần làm luôn. Không cần. Nước ở trong thân cây đấy, nó phải trữ nước để nó nuôi thân mà. Thở bằng mũi nha. Phải cố. Mình mà thở bằng mồm mình sẽ rất nhanh mệt. Mới đi được nửa đường mà đã bị mệt quá rồi. Lẽ là để mình hướng thiện, để mình chăm chỉ hơn chứ không phải là để người khác tự cho mình con 10 vào đầu. Đi đi thật chậm thôi để điều hòa nhịp thở con. Đi vừa đủ sức của mình thôi. Đi vừa đủ sức thôi. Dần dần cơ thể của mình nó sẽ thích nghi và mình sẽ đi mà không thấy mỏi chân nữa. À đây rồi, gần đến nơi thì phải. Thay áo ra cho khỏi nóng. Đây rồi, đến nơi đây rồi, có cắm cờ, cắm biếc đây rồi. Vừa đi vừa giữ sức điều hòa nhịp thở, thở đều ôi, thôi. Gấu ơi gấu. Ui, kẹo nguyên. Rồi đi đi. Đi đi. Giỏi lắm các bạn, giỏi lắm. Đúng rồi, vừa đi vừa điều hòa nhịp thở để cho cơ thể mình nó thích nghi. Không, giỏi là leo được đến đây. Đây rồi, đến nơi rồi. Đến rồi. Đây rồi. Thành chính quả rồi.
lên hẳn trên kia đi con. Đến nơi rồi, hoàn thành rồi. Lên đây để lễ, lễ thánh, lễ mẫu xong rồi. Không biết tổng cộng mấy chỗ ngồi nghỉ thôi con. Chó lơ lửng quá, chó ở nhà sàn. Minh sợ. Đây là đền mẫu. Mình sang bên kia lễ thôi, đằng này không đi được hay sao? Con thử xem có đi được sang ngược sang không? Tiếp tục. Cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Lại tiếp. 50 mét, à đỉnh mẫu, phải lên đỉnh mẫu đi. Hôm nay là hành trình chinh phục đỉnh mẫu của mình mà. 50 mét? 50 mét thì ngắn tí mà. Đường đấy không lên được đâu. Đường đấy thì con phải chui qua đây. Đổi 50 mét luôn, 500 mét. Con đi đấy mất công đấy cậu ơi. Đường đấy là người ta lên cái chỗ để bình nước của người ta thôi. Cái cầu thang này đi có một chân thôi. Cầu thang này nó dốc đứng. Nhanh lên các bạn ơi. Đến đây nhiều người bỏ cuộc rồi. Xưa nhà dưới Minh Khai này. Kinh khủng quá. Sưng vô chân luôn. Không, nó không đau lắm. Nhưng mà cái nọc của nó đâu. Người ta phải làm bê tông, phải làm bậc thang chứ. Nếu mà muốn lên đường núi thì, nếu mà con làm dốc kia thì nó trơn, làm sao con đi được, chỉ có bậc thang. Đâu? Hang động. này những cái đá này trông hay không này, như kiểu là nó dính vào nhau ấy, những viên đá rời dính vào nhau ấy. Đây gì, hang núi. Thôi bình thường nhưng mà rồi mỗi lần ta chinh phục nốt đang gọi. Xuống thì đỡ mệt hơn nhiều không? Nghe kẻ gấu kìa. Phải gấp 3, gấp 4 lần như này.
sao con? Có lối xuống à? Đến chưa? Đây rồi. Cao nhất Hà Nội là ở đây đây con ạ, không đâu có ở đây, vào đây để lễ đã. Cái xanh xanh như kia như là bể bơi ấy nhỉ? Bể bơi đấy. Ôi, 1200 không à? Cái tháp kia còn cao hơn. Chính là cái chỗ đường này. Mây đẹp quá. Mây đẹp quá. Đây là đền Mẫu Cửu Trung Thiên. Mình đã kết thúc hành trình. Rồi mình sẽ đi xuống. Các bạn ơi, chúng ta đi xuống thôi.